hai g đã hoàn thành sứ mệnh muốn đi nhanh thì phải bỏ gánh nặng của quá khứ sáng ngày 28 tháng 12, tại hà nội bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020. trong đó lĩnh vực viễn thông với điểm nhấn là kế hoạch thử nghiệm 5 g vào năm 2019, thương mại hóa vào năm 2020, đã trở thành chủ đề được nhắc tới nhiều tại sự kiện phát biểu tại sự kiện bộ trưởng nguyễn mạnh hùng cho biết thử nghiệm 5G năm 2019 và thương mại hóa vào năm 2020 là tuyên bố từ nay Việt Nam sẽ đi cùng nhịp với thế giới về công nghệ, không còn độ trễ 7 năm, 8 năm như đối với 3G và 4G nữa. Chia sẻ thêm, Bộ trưởng khẳng định Việt Nam chỉ có thể thay đổi thứ hạng nếu đi cùng nhịp với nhóm dẫn đầu thế giới về công nghệ. Được biết trong năm 2019, Bộ cũng đã cấp phép thử nghiệm 5G cho các doanh nghiệp viễn thông di động, Viettel, VNPT, Mobile Phone, chủ trương xem xét cấp phép chính thức 5G cho các doanh nghiệp vào năm 2020. Như vậy, Việt Nam hiện là một trong các nước đi đầu trong khu vực ASEAN về triển khai thương mại 5G. Bộ cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án dừng công nghệ di động cũ 2G vào năm 2022. Thông qua phương án tắt sóng 2G, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng một lần nữa nhấn mạnh quan điểm muốn đi nhanh thì phải bỏ đi gánh nặng của quá khứ.